Giá heo hơi hôm nay 21 tháng 8, cao nhất 61.000 đồng 1 kg, giá heo hơi hôm nay ngày 21 tháng 8 trong khoảng 56.000, 61.000 đồng 1 kg. Tổng đàn heo giảm hơn 20%, cảnh báo nguy cơ đắt đỏ vì thiếu hụt dịp cuối năm, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc lặng sóng, thị trường heo hơi tại miền Bắc không ghi nhận thay đổi mới về giá trong ngày đầu tuần. Theo đó, 59.000 đồng 1 kg là giá heo hơi thấp nhất khu vực đang có mặt tại hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Thương lái tại Hưng Yên, Thái Nguyên, Hà Nội và Tuyên Quang đang cùng giao dịch heo hơi với giá cao nhất là 61.000 đồng 1 kg. Các tỉnh thành còn lại duy trì giá thu mua ổn định ở mốc 60.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 59.000, 61.000 đồng 1 kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 60.000 đồng 1 kg, Yên Bái là 59.000 đồng 1 kg, Lào Cai là 59.000 đồng 1 kg, Hưng Yên là 61.000 đồng 1 kg, Nam Định là 60.000 đồng 1 kg, Thái Nguyên là 61.000 đồng 1 kg, Phú Thọ là 60.000 đồng 1 kg, Thái Bình là 60.000 đồng 1 kg, Hà Nam là 60.000 đồng 1 kg, Vĩnh Phúc là 60.000 đồng 1 kg. Hà Nội là 61.000 đồng 1 kg, Ninh Bình là 60.000 đồng 1 kg, Tuyên Quang là 61.000 đồng 1 kg, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung. Tây Nguyên chứng lại, theo ghi nhận, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên đồng loạt đi ngang trên diện rộng. Cụ thể, heo hơi ở Bình Định và Đắk Lắk vẫn được giao dịch ở mức 57.000 đồng 1 kg, thấp nhất khu vực Ngoại trừ Thanh Hóa và Nghệ An đang neo tại ngưỡng 60.000 đồng 1 kg, các tỉnh còn lại thu mua heo hơi ổn định trong khoảng 58.000, 59.000 đồng 1 kg. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 57.000, 60.000 đồng 1 kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 60.000 đồng 1 kg, Nghệ An là 60.000 đồng 1 kg, Hà Tĩnh là 59.000 đồng 1 kg. Quảng Bình là 59.000 đồng 1 kg, Quảng Trị là 58.000 đồng 1 kg, Thừa Thiên Huế là 59.000 đồng 1 kg, Quảng Nam là 59.000 đồng 1 kg, Quảng Ngãi là 58.000 đồng 1 kg, Bình Định là 57.000 đồng 1 kg, Khánh Hòa là 59.000 đồng 1 kg, Lâm Đồng là 59.000 đồng 1 kg, Đắk Lắk là 57.000 đồng 1 kg, Ninh Thuận là 58.000 đồng 1 kg. Bình Thuận là 58.000 đồng 1 kg, giá heo hơi hôm nay tại miền Nam đi ngang, ở khu vực phía Nam. Giá heo hơi đứng yên so với cuối tuần trước. Hiện tại, giá heo hơi tại tỉnh Sóc Trăng là 56.000 đồng 1 kg, thấp nhất khu vực. Những hơn một giá ở mức 57.000 đồng 1 kg gồm có các tỉnh Long An, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh và Bến Tre thương lái tại các tỉnh thành còn lại duy trì giao dịch từ 58.000 đồng 1 kg đến 59.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay giao động trong khoảng 56.000, 59.000 đồng 1 kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 58.000 đồng 1 kg, Đồng Nai là 59.000 đồng 1 kg, thành phố Hồ Chí Minh là 58.000 đồng 1 kg, Bình Dương là 58.000 đồng 1 kg. Tây Ninh là 59.000 đồng 1 kg, Vũng Tàu là 58.000 đồng/kg, Long An là 57.000 đồng 1 kg, Đồng Tháp là 58.000 đồng 1 kg, An Giang là 58.000 đồng 1 kg, Vĩnh Long là 57.000 đồng 1 kg, Cần Thơ là 58.000 đồng 1 kg, Kiên Giang là 58.000 đồng 1 kg, Hậu Giang là 57.000 đồng 1 kg. Cà Mau là 58.000 đồng 1 kg, Tiền Giang là 58.000 đồng 1 kg, Bạc Liêu là 58.000 đồng 1 kg, Trà Vinh là 57.000 đồng 1 kg, Bến Tre là 57.000 đồng 1 kg, Sóc Trăng là 56.000 đồng 1 kg, nhìn chung, giá heo hơi hôm nay ổn định. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 56.000, 61.000 đồng 1 kg cập nhật thông tin giá heo hôm nay, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho biết, trong khi đa phần các hộ chăn nuôi đều có chung suy nghĩ giá heo hơi bấp bênh nên không chủ động tái đàn vì chăn nuôi không có lời. Phần khác vì lo ngại ảnh hưởng bởi dịch tả heo châu Phi, các công ty chăn nuôi lớn của cả Việt Nam và nước ngoài như Masan, Dabaco cũng giảm đàn, về nhận định người chăn nuôi và doanh nghiệp tái đàn thấp, cuối năm giá thịt heo có tăng hay không, ông đoán cho rằng Thực ra giá thịt heo có tăng nhưng sẽ không nhiều. Bởi vì các tập đoàn đã đầu tư lớn, số lượng nhiều nên không thể dừng chăn nuôi như nông dân. Theo VTC Newser, về tỷ lệ đàn heo trên cả nước hiện nay, ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn Nuôi cho biết, hiện tổng đàn heo của cả nước là 27,8 triệu con. Với tỷ lệ đàn heo hiện có, cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo của thị trường trong nước từ nay đến cuối năm nhất là dịp tết